Lisa kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 13 tây tháng 3 năm 2018. Chương trình khai dương trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình khai dương trí vào ngày thứ ba, 13 tây tháng 3 năm 2018, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc, đó là Điệt Mẹ Thằng Hồ Chí Minh Uống Máu Kinh. Ai cướp ai cái máu què, cái giống cho dài, chui trong hang sâu khi xưa. Ba nước bên dần, tên khi mình chiến nguy thôi. Yes. Gãy bao đo thương, tan tóc cho người nước Nam. Cái giống súc vật, cái giống quay thu ác độc. Cái giống cho dài, nhưng râu dần dần như điên. Tên muốn sinh cùng, nhưng sống trong túi cùng thôi. Nghe tên sinh cùng. Mi nằm kia ngay trong tháng nhân dân, mi nằm kia đang uống máu nhân dân, mi cùng sâu nơi ngã ba đời. Bao ngày qua mi trong quần dân, bao năm tháng qua nghe người dân nói sao mình sống trong cái quần, mi sống đời sống cầm tôi chung của mình. Nghe lời người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời khi mình sống trong cái lò. Điệt mẹ mày chỉ mình hồ ly dâm ô, điệt mẹ mày chỉ mình hồ ly gian manh, điệt mẹ mày chỉ mình hạ nhân dân tao, điệt mẹ mày chỉ mình trong quần đàn bà. Ai quốc ai cái mong khỏe, cái dân cho dài, chúng cháu ăn sau khi xưa. Ban nước bên dần, trên khi mình chiến mi thôi. Gãy ba đo thương, căng tóc cho người nước Nam. Cái giống xương vật, cái đôi tay thôi ác độc. Cái giống cho dài, nhưng nó dâm dâm như điên. Trên núi xương cung, nhưng sống trong tứ cung thôi. Mi bên xương cung, nhưng sống ngay trong cây quần. Mi nằm kia, ngay trong hái nhân dân. Yeah. Mi nằm kia, đang uống máu nhân dân. Sâu nơi ngã ba đời, bao người qua mi trong quần dân, bao năm tháng qua nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời khi con tử quân của mình. Nghe người dân nói khi mình sống trong cái quần, khi mình sống đời khi mình sống trong cái lờ. Điệt mẹ mày khi mình hồ ly dâm ô, điệt mẹ mày khi mình hồ ly dâm măng, điệt mẹ mày khi mình hồ ly dâm tao, điệt mẹ mày khi mình trong quần đàn bà. Chỉ mình sống đời, chỉ mình sống trong cái lần. Rồi, Lisa trở lại chương trình. Bản tin mà đầu tiên ngày hôm nay Lisa muốn gửi cho quý vị và các bạn, đó là bản tin đầu tiên. Chị Lisa ơi là chị Lisa. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 3 năm 2018, thêm một xe bị cháy nổ vì xăng dầu hỗn tạp. Với sự tiếp tay đồng lõa của lũ cầm quyền đảng Đĩ Cộng sản, khoảng 7 giờ 40 sáng
ngày 13 tháng 3 năm 2018 lại thêm một chiếc xe máy sau khi đổ xăng xong và đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng cầu Bình Lợi, quận Thủ Đức về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh thì bất ngờ đã bị nổ và bốc lửa lên cháy nghi ngút. Chiếc xe sau đó đã bị cháy rụi thì chỉ còn trơ lại một cái khung. Được biết vấn đề xăng cổ hỗn tạp ở tại Việt Nam vẫn còn là một vấn nạn do đảng để cố tình gây hại ra cho người dân Việt Nam. Người dân mình chỉ cần nhìn vào vụ tàu Hải Hà 18 vừa bị ba sạch và cháy lớn vào chiều 10 tây tháng 3 khi chở theo 900 tấn xăng A92 tại Duyên Hải thì chúng ta sẽ rõ. Tại sao loại xăng A92 vốn đã bị khai tử nhưng vẫn được chở lậu và xuất vào kho cảng Đình Vũ K99? Tại sao lũ đảng đi vẫn che chở tiếp tục cho loại xăng A92 này được lưu hành và phân phối trên thị trường, trực tiếp gây cháy nổ cho tài sản của toàn dân Việt Nam? Tại sao khi loại hàng xăng dầu bị khai tử này khi nhập về tới Việt Nam và thậm chí khi vào Hải Phòng thì không cần khai báo đến hải quan để mà kiểm soát? Điều này chỉ chứng minh là lũ cầm quyền đảng đi và các tập đoàn doanh nghiệp của chúng tự dựng lên vẫn còn lừa dối người tiêu dùng và cả dân tộc Việt Nam, tiếp tục tiếp tay với thằng Tàu Cộng để phân phối tất cả những gì độc hại đến người dân Việt Nam. Để các bạn thấy rằng trong một cái đất nước khốn nạn là nó như vậy đó. Là nó như vậy đó. Chứ không phải giỡn mặt đâu. Chị Lisa ơi, tình hình ở bên Việt Nam càng ngày toàn dân bắt đầu có bản lĩnh chính trị rồi chị ơi. Họ bắt đầu mạnh miệng lên tiếng, thâu clip, video và phát lên Facebook. Đây là dấu hiệu tốt cho năm 2018. Đúng như chị nói, chỉ cần hành động chứ không còn nói nữa. Phải là năm khắc trên mộ bia của lũ cầm nô đốt duyệt. Em nói rất là đúng. Chị cũng rất là đợi chờ người dân của mình. Chị ơi, lũ chó đẻ Tàu Cộng, nó đã qua, nó đốt nhà của người dân Việt Nam, làm cho 5 người chết thương tâm ở tại Đà Lạt kìa chị đó. Nếu mà người dân mà cứ im lặng hoài thì coi chừng biết trong những cái người này có phải là vấn đề là gia đình của cán bộ hay không. Chị ơi, chị không biết ai đó nó ghi một cái quyết thư lệnh chị à. Quyết thư lệnh là thực hiện nhiễu nhương của bộ phận cán bộ cộng sản không chân chính đã đục khoét và phá hoại đất nước dân tộc Việt Nam. Nếu cứ để những kẻ cộng sản không chân chính ngồi trên cả pháp luật, trên cả chính phủ và quốc hội thì không bao giờ có thể nhân danh công lý và pháp luật ở trong đất nước Việt Nam. Nay nhân danh những người cộng sản chân chính, có người cộng sản nào mà chân chính không? Thằng nào viết cái quyết tâm thư này cũng là đầu bò óc chó não lượng. Chả có thằng cộng sản nào mà chân chính cả. Chẳng qua là phe phái với nhau rồi giả bộ lên làm chân chính thôi. Nhớ trào của thằng Lê Dũng, nó cũng dạng dựng lên là người cộng sản cần kiệm liêm chính đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi, khi mà nó nắm được đại quyền, thì nó cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bạc, làm cho đời sống của người dân ở tại miền Nam Việt Nam nói riêng, cũng như trên cả nước miền Bắc nói chung, trở thành thời kỳ đồ đá, ăn bo bo của trâu, của bò, ăn độn khoai lang với dạ vấn đề là cơm đó. Còn cái gì gọi là chân chính nữa. Cho nên quyết tâm thư này liễu mẹ nó vào sọt rác đi. Tưởng đâu là giải thể chế độ cộng sản. Ai ngờ đâu còn nhân danh là đảng cộng sản chân chính. Thì thôi dẹp mẹ nó đi. Cái đảng cộng sản không có chân chính, chỉ có chân giữa thôi. Không có chân chính đâu, chỉ có cái chân giữa thôi à. Cho nên đừng bà đặt mà đưa ra quyết tâm tư, quyết tâm lờ gì với chị hết trơn á. Chị không có quan trọng đâu.
Cho nên dẹp mẹ nó qua một bên đi, không có cần phải quan tâm tới một cái chế độ khốn nạn này. Tất cả toàn là bình mới nhưng mà rượu bên trong là cũ. Chị ơi, công nhận chị tụng kinh hay thiệt. Thượng úy cảnh sát giao thông đội Bình Triệu bị tâm nguy kịch khi dừng xe vi phạm. Chị đã cảnh cáo rồi nhưng mà không nghe lời của chị, cứ tiếp tục ra đứng đường mà bắt đầu là chặn đường hung hăng. Như là những bài lạc thời đại mà chưa có internet thì bây giờ bị độc, bị tâm để mà chuẩn bị đi về chầu thằng hồ chó đẻ là đúng thôi. Chị sẽ đốt 3 cây nhang để tuyết thương cho một thằng ngu xuẩn và dốt nát cha mẹ sinh ra để mà bắt đầu đi vào đảng đĩ, để bây giờ lên bàn thờ ngồi để mà người ta cúng cơm như vậy, không thấy nhục sao? Cho nên bị một thanh niên đã tông vào và kéo lê khoảng 10 mét trong lúc dừng xe vi phạm tại giao lộ quốc lộ 1 Tô Ngọc Vân. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên khuya 11 tháng 3 2018, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn và chống tụ tập để mà đua xe trái phép tại quốc lộ 1 Tô Ngọc Vân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng úy Trần Đức Trung, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC67, công an Hồ Chí Minh uống máu kinh, bắt đầu ngang tàng chạy ra ngoài đường để mà chặn xe. Không ngờ người thanh niên này đã có men rượu cho nên bị Lisa tụng kinh, cô hồn các đạn nhập vào, tông thẳng vào thằng chó đẻ mà vấn đề là kêu bằng Trung Quý, Thượng Quý Trần Đức Trung. Cô tâm choáng váng, kêu bằng chán vác, thấy mười mấy ông trời, Thượng Quý Trần Đức Trung đã bị hấp hối. Theo những người dân ở tại hiện trường, kêu bằng cú đâm này đã kéo Thượng Quý Trung dài đúng 10 mét. Hiện tượng sau khi va chạm, Thượng Quý Trung bị thương thật là nặng, cho nên tổ kiểm tra đã nhanh chóng đưa Thượng Quý Trung đến bệnh viện 175 để mà cấp cứu trong tình trạng kéo dài 10 mét, bị gãy xương cẳng phải, bị vỡ xương quai hàm, bị mẹ nó giật, mẹ nó la lách và bị chuẩn bị chấn thương sọ não. Tao nghĩ chắc xí lắc léo chứ không còn mong chi mà sống được rồi. Sau khi mà đã khám nghiệm và biết được kêu bằng vỡ xương quai hàm, gãy chân chẳng cái và chấn thương sọ não thì đã đưa Thượng Quý vào ngay chân bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Do vết thương vá quá nặng, không biết Thượng Quý Trung này có thể sống được không. Thượng Quý Trung sinh năm 1991 thôi. Ngục chưa? Bỏ tật ngục, nghe tao cho mày bỏ tật mày hung hăng. Chết mẹ mày đi, chết một con đỏ một lon. Đối với cái lũ đảng đĩ tôi bay là không cần phải sống. Chị ơi, trời ơi, hình ảnh bộ đội cụ Hồ bây giờ thấy ghê lắm chị ơi. Nó ôm nhau, nó hung hết, nó mẹ nó kệ nó đi em, cho nó vậy đi, đánh đập cái mẹ gì. Xin chị hãy chia sẻ cho người thân biết một lũ khốn nạn giết người khi mà mua nắm ở bên Mỹ này toàn là đất sét không. Gọi cảnh sát tới và bắt đầu báo cho cảnh sát và bắt đầu là báo cho vấn đề là Hiệp hội Bảo vệ Thực phẩm của Hoa Kỳ, FDI. Sau đó kêu kiểm tra tất cả những cái chợ market của Oriental Agents để mà tịch thu và ra cáo thị là tịch thu toàn bộ cho chị. Đây là một bản tin quan trọng, không cần phải đưa lên để mà khuyến cáo cả cộng đồng mà phải đưa thẳng vào Bộ An toàn của vấn đề là nước Mỹ để cấm nhập khẩu cái hàng mà vấn đề là nấm rơm mà nhãn cái mạc là Thái Lan. Nói rõ cho người Mỹ biết là thằng chó đẻ Tàu Cộng, thầy của thằng chó đẻ đảng đĩ Ma Cô đã dán cái mạc là Thái Lan để qua mặt mọi người. Chỉ vậy thôi. Mặt khác cũng phải nói cho chính quyền của Thái Lan biết để Thái Lan nó la làng, nó khuyến cáo lên. Chỉ vậy thôi. Đó là những gì mà chị Lisa những đây là muốn gửi tới tất cả mọi người ở tại Việt Nam. Hôm nay Lisa có rất là nhiều những cái tin tuyệt mật
ở trong cung đình của đảng Đĩ Cộng sản. Còn riêng đối với thằng chó đẻ Lợi Minh, Lisa nghĩ các bạn hãy từ từ, đừng có nóng quá. Hãy thu thập rất là nhiều những cái video và bằng chứng để lúc đó chúng ta đưa cho FBI và chúng ta sẽ đưa cho Mỹ để mà trục xuất, làm hồ sơ để tống đầu con chó này về. Cái quan trọng là chúng ta phải tương kế tụ kế để chúng ta tống đầu con chó này về và tịch thu tài sản của nó. Bởi tài sản của nó sẽ chứng minh được là nó đi tham nhũng hoặc gia đình nó là cộng sản ở bên Việt Nam. Chúng ta chơi như vậy mới cao nước cờ. Chứ ở bên Mỹ này mà nếu chúng ta kéo tới nhà nó hoặc chúng ta đánh nó, coi chừng chúng ta bị vi phạm. Bởi vì chúng ta ở một chế độ mà nó có pháp luật đầy đủ, chúng ta phải tương kế tụ kế. Chẳng qua nó sủa thì cứ để cho nó sủa. Nó càng sủa, nó càng làm thì chúng ta càng cho thế giới thấy, càng cho Mỹ thấy nó lộng hành tới cỡ nào. Để coi Lisa không tin là Mỹ sẽ ngồi không. Cho nên hiện giờ Lisa đang nhận được, người ta đang điều tra rất là gắt gao về con chó này, để coi coi nó như thế nào. Thật ra đối với Mỹ thì nó cụp đầu như con chó thôi. Nó chỉ có khiêu khích những người cộng đồng Việt Nam của mình, những người lớn tuổi thôi. Nó khiêu khích không được với Lisa. Nó càng khiêu khích Lisa càng ngồi cười, càng xúi cho mày cầm cầu máu lờ đi thẳng lên cộng đồng Việt Nam. Hoặc là mày đi thẳng vào sở cảnh sát, mày mới hay. Còn mày cầm lên trên mạng mày nhảy cà tưng để mày chọc tức, mày không chọc tức được Lisa. Lisa đã đạt tới chứng thượng thừa rồi. Kể cả một cái lũ đầu bò dư luận viên AK-47 cho đến tất cả những thằng chó đẻ mà vấn đề là kêu bằng bộ chính trị ra lệnh truy nã, mà Lisa còn ngồi cười, không làm cho Lisa rung một sợi lông, không làm cho Lisa rớt một sợi lông. Cho nên Lisa vẫn điềm nhiên mà ngồi đó để mà uống trà. Đối với cộng sản phải để cho nó căm tức mình, phải để cho nó cây cú mình. Mình đừng có bắt đầu là làm cho nó biết được gia đình nhà cửa của nó rồi thì mình cứ âm thầm mình báo cho cảnh sát, cho FBI để mà mình trình bày. Nhiều người trình bày thì kể như cái căn nhà của nó sẽ bị tịch thu, truy ra nguồn gốc tịch thu và tống đầu nó về. Vậy thôi, đó là nước cờ cao của mình. Chứ đối với Lisa mà đánh một hai bạt tai cũng không thành vấn đề. Tin khẩn cấp nhờ chị thông báo dùm bà con ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như bà con ở khu vực miền Nam, những ai đang trồng lúa hiện nay khu vực của tỉnh Long An đang bị dịch hại mũi hành của thằng chó đẻ Tàu Cẩm đem sang Việt Nam, đang tàn phá hàng ngàn hecta ruộng lúa, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng mà mấy thằng kỳ sư nông nghiệp không làm gì hết, ăn ngồi không. Thiệt hại lớn nhất là khu vực Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Mộc Hóa. Bà con nơi đây lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đồng bằng sông Cửu Long nhờ vào ruộng lúa mà mùa này mất trắng. Mấy thằng chó nhà nước không thèm quan tâm. Khổ ơi là khổ. Thêm vào đó, ngân hàng đang đòi nợ mà không ai có tiền để mà trả hạn lại thì sẽ không còn đất cát nữa. Đây là một âm mưu của thằng Tàu Cầm. Nó muốn lấy đất của người dân Việt Nam, nhưng mà người dân Việt Nam không thể nào lấy được, bởi vì nó cho những cái thằng thái thú sang Việt Nam để mà giải phóng mặt bằng, để mà lấy đất ruộng làm đất nền. Người dân đã biểu tình từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Bây giờ những cái ngân hàng mà cho vay tiền cho bà con nông dân vay tiền toàn là ngân hàng của Tàu Cầm. Tiền nó in ra là tiền giả, tiền giấy. Cho nên người dân cứ việc chạy lên để mà vay, để mà mua phân, mua bón. Thì nó giả bộ nó thả mũi ra để phá hoại mùa màng. Một khi mùa màng thất bại rồi, hoặc là mất mùa rồi, thì tiền vay cũng phải trả lời hàng tháng. Nếu người dân, người nông dân không trả lời hàng tháng, thì coi như là ngân hàng sẽ siết đất. Mà mang tiếng là ngân hàng siết đất
thì đất này nói rằng tôi lấy đất để tôi bán cho người khác, để tôi thu hồi vốn lại, nhưng mà rốt cuộc bán toàn bộ cho những lũ tàu cầm thương lái, chứ không bán cho người Việt Nam. Bởi người Việt Nam bây giờ trên răng dưới có tử thi của thằng Hồ, thì làm gì mà có tiền để mà mua những cái mảnh đất. Đây là một âm mưu mà chỉ cần em đưa cái tin là chị biết ngay được sự thật. Cái gì chứ thủ đoạn của thằng Tàu nó không qua được chị. Chị có thể chị nhìn thấy nó đi một nước cờ là chị đã nhìn nghiệm ra được 5 nước, 7 nước, 9 nước, có thể là 10 nước. Thằng chó đẻ đáng đỉ thì chỉ có nước đái thôi chứ không có nước cờ con mẹ gì hết trơn. Chỉ có uống nước đái của thằng Tàu. Thằng tình báo Hoa Nam thì còn mai ra nó có nước cờ để đấu với chị. Có thể nó đi một hai nước cờ chị nhìn ra được càng khôn. Nhưng mà thằng đáng đỉ đầu bò thì nó vô bàn cờ thì nó chỉ có nước đái thôi. Nước cất thôi chứ nó không có nước mẹ gì hết trơn. Cho nên đối với chị không quan tâm cái lũ đầu bò này. Cái quan trọng là toàn dân ở tại đồng bằng sông Cửu Long, nông dân phải nổi loạn lên đoàn kết cho chị. Tất cả ngàn xưa tới giờ ông cha ta để lại câu chuyện bó đũa là sức mạnh. Toàn dân Việt Nam phải đoàn kết lại để thành sức mạnh. Sự tích bánh chưng, bánh dày, bánh tét ở tại đồng bằng Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, tại sao lại gói một cái đoàn bánh tét? Cho nên phải bao lại, phải chặt nó lại như vậy. Để mà đứng lên đồi lại, đéo thèm trả tiền cho chị. Diện cớ là mũi hành của thằng Tàu cầm qua để mà tìm cách cướp đất. Cho nên xù mẹ nó tiền luôn cho chị. Thằng nào tới lấy đất, tao chém chết con gái mẹ mày luôn cho đó mày lấy. Gái mẹ mày, mày dám tới đây mày lấy. Vậy đó. Đối với chị Lisa là như vậy. Hello chị Lisa, good morning chị. Hôm nay em có những tin tức tuyệt mật để mà gửi đến chị. Đúng như dự đoán của chị Lisa, thằng chó đẻ Tập Cận Bình đã đại thắng trong cuộc dàn dựng bầu cử. Nó đã giành được quyền hợp pháp tại vị hơn 2 nhiệm kỳ nữa chị à. Phiên họp quốc vụ viện của Tàu Cộng đã kết thúc vào ngày Chủ nhật, ngày 11 tây tháng 3 năm 2018, với kết quả 100% đại biểu đã ủng hộ việc bãi bỏ chức vụ có nhiệm kỳ đối với chủ tịch nước. Cho nên đã bãi bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ để cho Tập Cận Bình có thể làm bao nhiêu nhiệm kỳ cũng được. Nguyên nhân là đại biểu Tào Cẩm đã bị Tập Cận Bình đem quân đội ra để mà hù dọa. Cho nên đã sợ teo cẳng mẹ hết. Thằng nào thằng nấy buộc phải bỏ phiếu thuận cho Tập Cận Bình tiếp tục để mà cai trị. Thời đại của thằng Tập Cận Bình đã lên ngôi rồi đó. Bây giờ hầu như là tuổi trẻ của thế giới người ta đều nhìn thấy được chế độ cộng sản nào cũng bị kiệt quệ. Hết Venezuela rồi tới Bắc Hàn rồi tới Cuba. Còn thằng đảng đỉ cộng sản Việt Nam, Việt Cộng thì đu dây 2-3 phe. Cho nên Tập Cận Bình nó đã thai triều quảng đại được rồi đó. Cuộc thai triều quảng đại này nó không gây ra máu đổ, chỉ có gây ra thanh trừng nội bộ. Có thể thằng Trọng Lú cũng sẽ bắt chước con chó Tập Cận Bình này mà xử tất cả những thằng trong nội bộ đảng để mà nó lên, nó chiếm ngai vàng để xưng vua, xưng vương ở tại Việt Nam cũng không chừng. Các bạn nên nhớ kỹ, bất kỳ một triều đại nào một khi mà thai triều quán đại thì không phải là đầu rơi xuống đất máu đổ thành sông sao. Cho nên Tập Cận Bình nó đã lèo lái từ từ. Khi mà tình báo của Hoa Nam cũng như những người ở bên những đây là kêu bằng Ma Cao đã cho chị biết là Tập Cận Bình nó thanh trần lột lon con của Mao Trạch Đông thì chị cũng đã hiểu rồi. Kể cả nó lưu chuyển cháu nội của Mao Trạch Đông đi về vườn để cắm câu là chị biết là thằng Tập Cận Bình nó muốn cái gì rồi. Bây giờ
cái đuôi cáo chồn của thằng Tập Cận Bình đã lòi ra được rồi. Trước khi mà bỏ phiếu thì Tập Cận Bình đã hù dọa là sẽ phải cho ám sát nếu không, nếu ai mà dám bỏ phiếu chống. Cho nên đứa nào cũng sợ xanh mặt mà phải bỏ phiếu thuận cho Tập Cận Bình. Phe của thằng Giang Trạch Dân không còn nắm được quân đội trong tay nên không làm gì được và thua toàn diện phe này. Bây giờ Giang Trạch Dân chỉ còn là hình tượng của quá khứ đối với nhân dân Tàu Cộng mà thôi. Quyền lực hiện tại bây giờ và tương lai sẽ nằm trọn trong tay của Tập Cận Bình. Như vậy Tập Cận Bình đã sót ngôi và có thể sẽ thay triều quảng đại chế độ Cộng sản để trở lại chế độ vua chúa xưng vương. Như vậy Tập Cận Bình sẽ còn tại vị thêm nhiều nhiệm kỳ nữa, có thể là 4 nhiệm kỳ như thằng Putin ở bên Nga, hoặc là có thể ngồi luôn như là Kim Jong-un ở bên Bắc Hàn. Một khi Tập Cận Bình ngồi luôn như bên Bắc Hàn Kim Jong-un thì không khéo coi chừng cha truyền con nối. Đừng có hòng phe phái nào mà có thể vào để chiếm cái ngai vàng của Tập Cận Bình. Đây là con đường mà đã tơ lụa dọn sẵn để cho con cháu của Tập Cận Bình có thể là thay thế Tập Cận Bình. Tất cả những đứa con của cha lại cha dạy cho Tập Cận Bình, nó nói cha đã tỉ mỉ khôn khéo để lòng chính trị vào. Trào của Mao Trạch Đông nó đã tàn sát giết gần hơn cả 7-8 triệu dân Trung Quốc. Cha đã khổ công dùng chính trị để mà khuynh loát. Bây giờ cha đã chiếm được quyền lực. Bây giờ là nhà họ Tập chứ không còn là đảng đĩ Cộng sản quốc tế. Cho nên các con phải cẩn thận, đừng để cho những thằng tiểu nhân mà nó đắc ý để mà nó cướp ngôi đại của chúng ta, cướp nhà Tập của chúng ta. Tất cả con cháu của thằng Tập Cận Bình bây giờ đang học những gì mà Tập Cận Bình đưa ra. Những chủ thuyết mà của Mao Trạch Đông hầu như đã bị phá sản hoàn toàn. Một khi thằng Tập Cận Bình tiếp tục tại vị thì kể như là đất nước Tàu Cộng sẽ đẩy nhanh việc xâm chiếm Việt Nam và diệt chủng toàn dân tộc Việt Nam, bởi vì tư tưởng của Tập Cận Bình là muốn xưng vương và chiếm Việt Nam và các nước ở vùng mà kêu bằng Mekong. Quan trọng nhất là Trầm Lũ cũng sẽ kiếm cớ để mà ngồi hơn 2 nhiệm kỳ y chang như thằng Tập Cận Bình, nhằm tiếp tục giữ ghế tổng bí thư để làm thái thú cai trị Việt Nam thêm 10 năm nữa. Đây là thắng lợi vô cùng lớn về chính trị của thằng Tập Cận Bình và là động lực rất lớn cho phe thân với đảng đĩ Cộng sản. Tàu Cộng tiếp tục sẽ dùng những cái chiêu này cho tình báo Hoa Nam. Những thằng đầu bò trong đảng đĩ Cộng sản tụi bay cũng chuẩn bị. Sau khi mà loại bỏ hết những thằng trung ương đảng quỷ viên của Bộ Chính trị mà không thân với Tàu, thì kể như đưa toàn là tình báo Hoa Nam Tàu Cộng dày đặc ở trong Bộ Chính trị. Một khi mà Bộ Chính trị và quỷ viên Trung ương Đảng mà đã bỏ phiếu cho Trầm Lũ được tại vị lâu dài, có thể rằng mãi mãi tới khi chết luôn thì cũng không con chó nào mà dám ngồi dậy. Tụi bay hãy nhìn mà xem. Sau khi biết tin ông chủ Tập Cận Bình đại thắng kỳ này thì phe Trầm Lũ lập tức tấn công ào ạt khui xăm phanh để mà ra quân cho bắt hết 74 đứa đàn em của phe Trần Đại Quang, tức là phe công an. Đây là 74 đứa liên quan tới đường dây cờ bạc online do thằng thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bảo kê. Và toàn là đàn em của phe cách công an Trần Đại Quang. Đây cũng là đoàn triệt hà tầng gốc rễ của Trầm Lũ, nhắm vào phe công an của Trần Đại Quang để cho Trần Đại Quang không còn nanh vuốt sức lực để mà tranh giành cái ghế
Tổng bí thư của Trầm Lũ. Sâu xa hơn thì đây là đoàn trả thù của phe quân đội để làm suy yếu phe công an, nhằm giành lại địa bàn, giành mối làm ăn và giành lại quyền lực. Chính Tổng cục 2 đã cung cấp danh sách 74 thằng đầu bò cho Trầm Lũ thanh trừng để mà chặt bớt vây cánh của phe công an Trần Đại Quang. Danh sách có sẵn, còn Trầm Lũ chỉ việc ký lệnh để mà bắt, nên mới bắt cả 74 đứa trong một ngày. Sắp tới đây thì Trầm Lũ và phe quân đội sẽ tấn công hết các đường dây đánh bài cá độ đá banh do phe công an bảo kê để đánh sập tài chất của phe Trần Đại Quang và phe công an. Mày chơi một nước cờ đúng đó, phải chặt hết kỳ vẫy tay chân bộ hạ, chân cẳng của phe công an, sau đó mới nắm đầu cái thằng bộ trưởng bộ công an hoặc thứ trưởng bộ công an mà làm việc. Sau khi thay thế được tụi Tàu cộng vào rồi thì lúc đó thằng Trọng Lũ đã bắt đầu có quân đội và công an trong tay. Toàn dân hoặc người dân nào nổi lên là chỉ cho cái lũ này xa hồ thẳng tay mà trừng trị. Bây giờ sở dĩ nó chưa làm bởi vì đã có hai phe chọn lại với nhau. Cho nên thằng chó đẻ Trầm Lũ nó muốn đạt được nguyện vọng để giao trọn nước Việt Nam thì nó phải dung hòa. Bởi vì nó nghiêng hẳn về Tàu Cộng thì kể như là nó sẽ bị những cái phe cấp tiến đánh. Cho nên bây giờ nó phải thanh trừng từ từ phe cấp tiến để đưa phe Tàu Cộng qua để mà cân bằng chiếc thuyền, để mà đi đến con đường sát nhập. Cho nên cho phe này không còn tiền và không giành được chiếc ghế tổng bí thư nữa. Mục tiêu kế tiếp là các sàn cá độ đá banh, cho nên người dân phải rút tiền ra hết để tránh bị mất trắng khi Trầm Lũ đất sập sàn. Ngoài ra Trầm Lũ sẽ xua quân tấn công các tiệm karaoke và các tiệm massage, mại dâm, quán nhậu mà do phe công an đã bảo kê từ thời của thằng Ba Dũng và thằng Phát Niệm. Tình báo Hoa Nam cho biết để triệt phá hết những cái đường dây kinh tài của phe công an để cho Trần Đại Quang ra rìa bởi các quán karaoke, massage, mại dâm, quán nhậu, nhà hàng đều là lo lót cho công an để làm ăn và thu tiền. Cho nên tình báo Hoa Nam đã đi thêm một bước nữa để hầu như là đánh vào tài chính của phe công an. Cho nên những cái mà cửa hàng, nhà hàng, massage, karaoke hãy chuẩn bị tinh thần, sẽ có những cuộc bố ráp để mà diễn cớ là kiểm tra để đóng cửa hết tất cả những sòng bạc, đóng cửa hết những cái vũ trường, đóng cửa hết để rồi chi vậy, để cho Tàu Cộng qua để mà nó mở. Vì Trầm Lũ tấn công quá bất ngờ và ào ạt, cho nên phe công an Trần Đại Quang đã bày kế giả điên cho đàn em để Trầm Lũ bị kẹt mà không thanh trừng tiếp được. Thằng Trần Đại Quang đã suối thằng thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã giả điên rồi đưa vô bệnh viện tâm thần của phe công an. Để cho Trọng Lũ không thể khai thác được lời khai, bởi trong hiến pháp của Bộ Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì người có dấu hiệu tâm thần hoặc là điên thì không thể bắt để mà ép cung hoặc là khai thác điều tra được. Lúc mở sòng bạc ra tiền gom một ngày gần 5.000 tỷ thì không có tâm thần, không có bị điên. Nhưng mà đùng một đêm thằng Trọng Lũ ký lệnh để bắt thì trung tướng này lại có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Đây là kế giả điên của Tôn Tử trong Phong Kiếm Xuân Thu để bảo toàn tánh mạng của trung tướng Nguyễn Thanh Hóa.
tránh bị trầm lũ thanh trừng. Theo mật tin thì thằng thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa vẫn đang nằm giả điên trong bệnh viện tâm thần chứ chưa thể bị bắt. Khi có bác sĩ hay mật vụ có trầm lũ tới thì nó lập tức giả điên, cười nói cười, có khi còn chửi cả Đảng Cộng sản. Còn khi không có thì nó trở lại bình thường và còn gọi điện cho phe phái của Trần Đại Quang để bàn bạc kế hoạch. Thằng chó đẻ trung tướng, mày chỉ có là nếu mà là trên công nghệ cao thì mày biết rằng tổng đài nó sẽ nghe hết những cái cuộc điện thoại của mày. Cho nên không cần phải gọi điện thoại trong thời buổi này, đã giả điên thì phải giả cho tới cho tao. Phải lấy cái chân hoặc là lấy cái tai làm ám hiệu cho tao. Hoặc là thậm chí tụi mày làm một cái cây giống như là cây thập giá, tức là cây gươm, để mà chém cho tao. Lisa đã nói rồi, tụi bay mà không thanh trừng, không nổi loạn thì tụi bay sẽ chết từ từ, đường nào cũng chết hết. Thôi thì giải quyết phe trầm lũ cho xong đi. Con rắn lúc nào nó cũng còn cái đầu, cho nên đập rắn thì phải đập ở cái đầu. Lisa không tin rằng trong đất nước Việt Nam thằng trầm lũ không thể trốn trong trung ương đảng, cũng không thể trốn ở trong nhà. Phe công an tụi bay đã từng vào cái thời kỳ mà đi khủng bố toàn dân Việt Nam, chẳng lẽ không đột nhập vào được sao? Có thể dùng chìa khóa vạn năng mở cửa nhà của nó vào ban đêm cũng được mà. Hoặc nó đi làm cứ kê ngay mỏ ác mà giải quyết đi. Phe trầm lũ đã nhìn thấu rõ âm mưu của phe công an Trần Đại Quang, cho nên nghiến răng tèo tẹo sẽ bắt thằng này đi giám định tâm thần để có cái cớ mà nhốt vào trong tù, rồi sẽ dùng cực hình để mà khai thác thông tin. Một khi phe công an bị bắt vô thì phe tổng cục 2 sẽ có 100 cách để thằng Nguyễn Thanh Hóa này phải khai ra, không thể giả điên được nữa. Tổng cục 2 của quân đội đã đề nghị những vụ án liên quan đến bên ngành công an hãy giao cho bên quân đội điều tra. Đây là một sự việc mà ta nói vui như là ngày tế hội. Vậy thì phe công an tụi bay cũng phải nên đề nghị kiến nghị những vụ án nào mà ở bên quân đội, ai là người bán nước thì cũng phải nên đem qua để bên công an điều tra để cho được công bằng. Phe công an sau khi nghe Tổng cục 2 đề nghị với Trung ương Đảng và Trầm Lũ hãy nên để tất cả những người công an mà biến chất như là trung tướng công an mà Nguyễn Thanh Hóa giao cho Tổng cục 2 bên quân đội điều tra thì phe công an nghiến răng trèo trèo. Trần Đại Quang bài kế giả điên cho đàn em để tránh bị trầm lũ đầu bạc thanh trừng và khai thác thông tin. Sau khi phe Trần Đại Quang bị tấn công bất ngờ thì phe Ba Dũng đã hoảng sợ y như chó cụp đuôi. Lập tức cho tập đoàn Mobifone và AVG hợp để mà hủy hết toàn bộ hợp đồng mua bán. Để tránh bị trầm lũ thanh trừng, vào hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2018 thì cả hai tập đoàn Mobifone và AVG đã họp 6 tiếng đồng hồ, mục tiêu là hủy hết tất cả toàn bộ những hợp đồng mua bán, sổ sách và bằng chứng để né chiêu thanh trừng của trầm lũ. Phe Ba Dũng tức là quỳ hết sổ sách hợp đồng thì trầm lũ sẽ không có cớ để thanh trừng được. Nhưng thật ra thì trầm lũ đã có đầy đủ bằng chứng từ lâu rồi. Và lần này cũng do Tổng cục 2 ở bên quân đội cung cấp hồ sơ bằng chứng để trầm lũ đi thanh trừng. Phe quân đội muốn giúp trầm lũ một tay để tiêu diệt bớt
more before, để cho khỏi cạnh tranh với bên quân đội là việc theo. Bởi vì ai cũng biết việc theo là của quân đội đang đội vốn lên chín tầng mây xanh. Cho nên vì cái cớ này mà muốn đánh sập more before của bên công an, để cho ở trong nước chỉ còn có độc quyền là việc theo. Mà việc theo thì ai cũng biết là nhà mạng của quân đội. Vì Mobifone là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bên Viettel ngày nay. Thậm chí khi mà thời Mobifone lên thì Viettel quân đội cũng đi đến từng nhà dụ người ta vào mạng Viettel để mà chỉ dẫn cho người ta chơi mạng luôn. Thậm chí cũng đéo thèm tố cáo, sẽ chỉ cho người ta tìm cách để mà vượt bức tường lửa để coi những trang web mà đảng cộng sản gọi là thế lực thù địch. Mobifone cũng không vừa, họ đã đưa những nhân viên kỹ thuật để mà đến từng nhà dạy cho toàn bộ người dân đổi IP để mà có thể truy cập được và sẽ hiện được khuyến mại. Cho nên hiện nay Viettel đang run sợ Mobifone. Sau khi Mobifone đã họp để hủy thì Viettel đang khui champagne để ăn mừng trong quân đội và cho biết rằng Viettel sẽ tăng thêm thị phần, chiếm thêm miếng bánh kinh tế to béo, bởi vì đám tướng tá sĩ quan ở quân đội sẽ càng giàu hơn. Đây là một chiêu, một mũi tên mà bắn hai con nhạn, đã mượn dao để mà giết người của bên quân đội, mượn thằng đầu bạc trầm lú để mà tiêu sạch sẽ cái đám Mobifone của công an, để cho quân đội tiêu diệt được đối thủ cạnh tranh, để quân đội rồi đây sẽ thơm thang kiếm tiền. Mà tiếng xấu thì kể như là bên công an quán thù trọng lú chứ không quán thù bên quân đội. Cho nên quân đội cũng giả bộ nín thở qua sông là quân đội là người làm ăn đàng hoàng. Cho nên Viettel sẽ trong tương lai sẽ là độc quyền ở tại Việt Nam, mà Mobifone sẽ bị phá sản và dẹp tiệm. Hay đó, cái kế của quân đội tụi bay hay đó. Thừa nước đục thả câu. Nếu các bạn nào mà lên trên mạng mà phe quân đội mà tìm cách hạch sách các bạn thì kể như là tẩy chay luôn đi. Nhưng mà chết mẹ tẩy chay rồi còn mạng nào nữa hay không? Vậy ngày xưa thì có hai mạng, một bên là của công an, một bên quân đội. Bây giờ nó dẹp mẹ nó bên công an, chỉ còn có cái Viettel của quân đội. Không biết Việt Nam bây giờ không biết chơi mạng gì nữa trời. Chắc phải đề nghị với Liên Hiệp Quốc phải bắn cái satellite để cho ở Việt Nam lên trên mạng miễn phí luôn, để coi thằng quân đội nó chịu không đó. Giữa lúc đấu đá hai phe công an và quân đội, Trần Đại Quang và Trầm Lú đang bước vào giai đoạn sinh tử thì ngân sách đã bị kiệt quệ, nên đảng Đĩ Việt Cộng đã cho sa thải hết 600 giáo viên ở tại Đắk Lắk. Cụ thể là ngân sách hết tiền nên phải cắt tiền chi cho giáo dục, dẫn tới việc sa thải hàng loạt giáo viên. Hậu quả là 600 cô giáo, giáo viên ở Đắk Lắk bị cắt hợp đồng ngay lập tức, không được đền bù dù chỉ một đồng. 600 cô giáo cũng không có vừa, bắt đầu là tố cáo muốn vào được ngành giáo viên thì phải lo lót tiền cho ban giám hiệu và tố cáo chế độ bỉ ổi và tham nhũng, và cũng không nhận được tiền lương mấy tháng gần nhất. Sau đó, Việt Cộng sẽ tiếp tục cắt hết hợp đồng, sa thải giáo viên ở các tỉnh khác, chứ chưa dừng lại ở đây. Nguyên nhân vì ngân sách không còn tiền, và lại sự tuyên truyền nhồi sọ của những cô giáo bây giờ đã không đi vào đầu của các em. Bởi những trẻ em nhỏ, nó lên trên mạng, ai cũng có điện thoại thông minh và nghe chương trình khai dân trí của Lisa và những đài tiếng nói ở nước ngoài. Càng ngày, các em càng mở mang trí tuệ mà không dễ đè đầu để nhồi sọ. Cho nên đảng Đĩ vắt chanh bỏ vỏ, cho nên không cần ngành giáo dục, sa thải mẹ hết bao nhiêu những con giáo viên hoặc là hiệu trưởng trong tương lai, cho mày về vườn để cắm câu. Bởi vì mày không làm lợi được cho đảng thì đâu cần phải tốn tiền ngân sách để nuôi cái lũ ăn mặn đái khai mà ngành giáo dục đâu. Cho nên nguyên nhân là vì ngân sách không còn tiền cho nên phải cắt hết tiền cho giáo dục.
Và không những ngành giáo dục mà bây giờ cũng có thể lan ra tới y tế trên toàn quốc, chứ không chỉ cách riêng một tỉnh hay là vài tỉnh. Ngoài ra đây cũng là chính sách ngu dân để trị của đảng ủy Việt Cộng, bằng cách đuổi hết giáo viên để cho học sinh bị ngu muội hết, có thể mù chữ hoặc là lên mạng thì chỉ biết nghe Lisa nói chuyện thôi, rồi từ từ âm thầm đem cô giáo để mà qua dạy tiếng. Mà vấn đề là qua Nam, cho nên có thể rằng sẽ ngoạn mục hơn là mở những cái trường của Tàu là trường tư để cho con em Việt Nam gửi con mình vào trong trường của Tàu Cộng để mà nó tuyên truyền láo khoét, nó bôi nhiệm đi lịch sử. Cho nên đây là như vậy. Ngoài ngân sách y tế giáo dục thì Việt Cộng còn bắt bán dân qua Lào và Campuchia để mà làm xuất khẩu lao động vì tiền ngân sách hết. Cho nên lãnh lương 20 triệu một tháng để dụ dân đi xuất khẩu lao động. Cho nên xuất khẩu lao động sang Lào và Campuchia sẽ hưởng lương trên 20 triệu. Những tờ báo của đảng để đồng loạt rao tin bởi sợ người dân không có công ăn việc làm sẽ nổi loạn, cho nên xúi con dân đi ra để làm nô lệ, đem tiền về vừa nuôi được ngân sách của đảng để mà vừa không nổi loạn khi mà người đời sống khó khăn không làm gì được ra tiền. Phải công nhận rằng chị tụng kinh ghê thiệt, chị trù ẻo tao nói bạc vía thần hồn, phải nói là thần sầu quỷ khóc. Chị ơi em phải phục chị thật, chị Lisa à. Thời gian không cho phép, Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến, bye bye.